Ủa là trời, nãy giờ chỉ có bấm quay không trời. Đây còn cái khung xương. Trái bằng nó đau hơn bình thường.
ngoại phương pháp là phải lại thử một lần nữa. Sınmır. Có chứ. Không ăn cơm ăn gì? Quên hỏi à? Chắc là anh hỏi gán là gì? Ủa mấy giờ rồi? Tối rồi à? Sáng nay nấu sớm đấy. Chị ăn ít à? Không được rồi. Con mọc cho hiểm không à? Xong rồi.